Xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Xe Việt. Trên video anh em đang xem, đây là mẫu xe Ford Territory, một mẫu xe SUV gầm cao chuẩn 5 chỗ. Mẫu xe này trên thị trường sẽ cạnh tranh trực tiếp với Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Kia Sportage và các mẫu xe SUV 5 chỗ khác nằm trong tầm tiền hơn 700 cho đến dưới 900 triệu. Trong video ngày hôm nay, em sẽ cập nhật cho anh em chính sách bán hàng của từng phiên bản Ford Territory để anh em tham khảo, anh em cân đối và đưa ra quyết định mua xe cho phù hợp và mời anh em cùng xem video. Mẫu xe Ford Territory được lắp ráp tại Việt Nam với 3 phiên bản để anh em lựa chọn. Phiên bản thấp nhất đó là chiếc Territory bản Chen. Phiên bản thứ hai đó là bản Titanium và phiên bản thứ ba cao cấp nhất đó là Titanium X. Chính sách bán hàng của hãng xe Ford không phân vùng thị trường. Anh em thoải mái lựa chọn showroom để mua xe và chính sách sau bán hàng bảo hành bảo dưỡng anh em cứ gần showroom đại lý nào thì anh em mang xe vào đó để bảo hành bảo dưỡng đều được không bắt buộc là cứ phải mang xe về, về nơi mà anh em mua xe <laughs> phiên bản đầu tiên em sẽ cập nhật chính sách bán hàng thời điểm những ngày cuối tháng tư này cho anh em đó là phiên bản territory chain trước khi đi vào chính sách bán hàng thì em xin phép điểm qua lại những thông số kỹ thuật cơ bản để những anh em nào mới tham khảo dòng xe này anh em có thể nắm được xe sử dụng động cơ 1.5 ecoboost tăng áp cùng hộp số tự động 7 cấp, cho công suất cực đại là 160 mã lực tại vòng tua 5700 vòng trên phút. Khoảng sáng gầm xe là 19 cm. Trục cơ sở của xe là 2726 mm. Xe được trang bị phanh đĩa cả bốn bánh, kèm với đó là mâm đúc 18 inch. Trang thiết bị an toàn trên xe có túi khí hàng ghế trước, túi khí sườn hai bên. Xe trang bị camera lùi kèm cả miền sau. Có chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc hỗ trợ đổ đèo, ga tự động, cảm biến áp suất lốp, chống trộm. Về ngoại thất và nội thất, xe được trang bị cụm đèn pha dạng LED, gương chiếu hậu gập điện chỉnh điện, chìa khóa smart key có đề nổ start-stop, hệ thống điều hòa, xe trang bị điều hòa tự động hai vùng độc lập, ghế da, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, màn hình thông tin TFT 7 inch, màn hình giải trí TFT 12.3 inch có kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Về hệ thống âm thanh, xe được trang bị 6 loa có tích hợp điều chỉnh âm lượng trên vô lăng. Giá niêm yết của nhà máy là 799 triệu, đây là giá niêm yết mới. Trước đây thì bản Chen thì có giá niêm yết là 829 triệu, thì bây giờ nhà máy đã hạ giá niêm yết là 799 triệu. Đồng thời hỗ trợ giảm thêm 55 triệu tiền mặt, có nghĩa là giá bán cho anh em bây giờ chỉ còn có 744 triệu. Như vậy đây, đây đi bản Chen này hiện tại đang có giá bán tương đương với chiếc Mazda CX-5, chỉ trên lấy có vài triệu thôi. Và cũng tương đương với giá bán của chiếc Hyundai Tucson bản 2.0 tiêu chuẩn ngoài ra anh em nào lựa chọn bản digital Chen vẫn hỗ trợ tặng thêm phụ kiện cho anh em khi mà anh em liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại để góc phía dưới bên trái màn hình và phụ kiện sẽ tặng anh em tùy từng thời điểm với giá bán 744 triệu giá xe ra biển số lan bánh tại các địa phương em tính cho anh em cụ thể như sau anh em ở hà nội sẽ là 862 triệu các tỉnh áp 12% là 842 triệu các tỉnh áp 10% là 826 triệu và biển thành phố hồ chí minh sẽ là 846 triệu giá xe ra biển số lan bánh trên đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản theo quy định của nhà nước anh em có thể nhìn trên màn hình chưa bao gồm bảo hiểm thân vỏ và những chi phí dịch vụ ngoài trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp chiếc territory bản chen ngân hàng cho anh em vay tối đa lên đến 85% giá trị xe và như vậy thì số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị thấp nhất như sau anh em ở hà nội cần chuẩn bị 230 triệu các tỉnh áp 12% thuế là 210 triệu anh em ở các tỉnh áp 10% là 194 triệu và anh em ở thành phố Hồ Chí Minh thì cần phải chuẩn bị là 214 triệu ngoài ra thì bắt buộc anh em sẽ phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ năm đầu tiên trị giá là 9,6 triệu cùng với dịch vụ đăng ký xe chọn gói với số tiền bắt đầu trả trước thấp nhất như vậy anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa 85% giá trị xe cụ thể với bản chen anh em được vay số tiền là 632 triệu thời gian vay tối đa cho anh em là 8 năm tối thiểu là 3 năm cùng với lãi suất ưu đãi phổ thông hiện tại bây giờ là khoảng 0,6 cho đến 0,7% trên một tháng trong năm đầu năm thứ hai trở đi biên độ sẽ theo ngân hàng và với gói vay 632 triệu trong thời gian vay 8 năm, gốc lại tháng đầu tiên, anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 10,3 triệu. Trong đó thì gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 6,5 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 3,8 triệu. Dư nợ sẽ làm dần trong những tháng tiếp theo. Phiên bản thứ hai em cập nhật chỉ sách bán hàng cho anh em, đó là chiếc Ford Territory phiên bản Titanium. Về thông số kỹ thuật của xe, ngoài các option cơ bản như bản chen em vừa mới cập nhật cho anh em, thì bản Titanium được nâng cấp trang bị thêm những option sau. Xe trang bị thêm túi khí dọc hai bên trần xe. Xe trang bị cam 360, có thêm cảm biến trước. Xe có kiểm soát hành trình thích ứng. Cụm đèn pha dạng LED có thêm cảm biến tự động, có thêm gạt mưa tự động. Gương chiếu hậu tích hợp sấy. Hệ thống điều hòa thì được trang bị thêm hệ thống lọc không khí. Xe được trang bị ghế da cao cấp. Gương chiếu hậu trong xe thì tự động điều chỉnh chế độ ngày và đêm. Màn hình thông tin 12,3 inch. Hệ thống âm thanh, xe được trang bị 8 loa và có trang bị thêm sạc không dây. Giá niêm yết mới của nhà máy là 889 triệu thì tại thời điểm những ngày cuối tháng tư này hỗ trợ giảm 40 triệu tiền mặt cho anh em. Như vậy giá bán cho anh em bây giờ là 829 triệu. Anh em mua xe tại showroom bên em thì hỗ trợ tặng anh em thêm một gói phụ kiện. Anh em nào quan tâm thì liên hệ với em, em sẽ cập nhật cho anh em một gói phụ kiện đó. Căn cứ từ giá bán 829 triệu, giá xe ra biển số đang đánh tại các địa phương, em cũng đã tính cho anh em như sau. Anh em ở Hà Nội sẽ là 958 triệu, các tỉnh áp 12% là 938 triệu, các tỉnh áp 10% là 920 triệu và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 940 triệu. Anh em mua trả góp, số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị thấp nhất như sau. Anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 253 triệu. Các tỉnh áp 12% là 234 triệu. Các tỉnh áp 10% là 216 triệu. Và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 235 triệu. Ngoài ra thì bắt buộc anh em sẽ phải mua thêm bảo hiểm thất vỏ. Năm đầu tiên chỉ giá là 10,7 triệu. Cùng với dịch vụ đăng ký xe chọn gói và gói vay tối đa 85% giá trị xe của phiên bản Titanium sẽ tương đương với số tiền là 704 triệu. Trong thời gian vay tối đa 8 năm, gốc lãi tháng đầu tiên, anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 11,5 triệu. Trong đó thì gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 7,3 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 4,2 triệu. Dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Và phiên bản thứ ba, phiên bản cuối cùng cũng là phiên bản cao cấp nhất, đó là chiếc Ford Territory phiên bản Titanium X về thông số kỹ thuật của xe. Ngoài các thông số cơ bản như Territory, bản Titanium và bản Chen, thì bản Titanium X có thêm những option vượt trội hơn như sau. Xe sử dụng mâm xe 19 inch, có mở cốp rảnh tay thông minh. Xe trang bị ghế da cao cấp, có thông gió hàng ghế trước. Giá niêm yết mới của nhà máy là 929 triệu. Thì tại thời điểm những ngày cuối tháng 4 vẫn hỗ trợ giảm cho anh em 65 triệu tiền mặt. Giá bán cuối cùng là 864 triệu. Với giá bán 864 triệu, giá xe ra biển số lan bánh tại các địa phương, em cũng đã tính cho anh em như sau. Anh em ở Hà Nội sẽ là 998 triệu, các tỉnh áp 12% là 978 triệu, các tỉnh áp 10% là 959 triệu, biển thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 979 triệu. Giá xe ra biển số lan bánh trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản, anh em có thể xem trên màn hình giúp em. Và những anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp phiên bản Titanium số tiền bắt đầu anh em cần phải chuẩn bị thấp nhất như sau. Anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 263 triệu Cắt tỉnh áp 12% là 244 triệu Cắt tỉnh áp 10% là 225 triệu Và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 245 triệu Ngoài ra thì anh em vẫn sẽ phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ Năm đầu tiên chỉ giá là 11,2 triệu Cùng với dịch vụ đăng ký xe chọn gói Và gói vay 85% cho chiếc Titanium X Sẽ tương đương với số tiền là 734 triệu Trong thời gian vay tối đa 8 năm Gốc lãi tháng đầu tiên, anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 12 triệu trong đó thì gốc chi đều là hàng tháng trong 8 năm là 7,6 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 4,4 triệu dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo <laughs> như vậy trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chính sách bán hàng của A phiên bản Ford Territory tại thời điểm những ngày cuối tháng tư hy vọng những thông tin em vừa chia sẻ trên video sẽ giúp ích cho anh em trong việc tham khảo và lựa chọn xe cho phù hợp cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo xin chào anh em